ta lên núi, ta làm đường thốt nốt qua chảnh, ta làm xong rồi, ta ấy xong rồi, ta đi bộ về, ta gánh đồ về. Ngoài hòa này, ngay chỗ này rất đẹp, chỗ có ánh sáng nè, ánh mặt trời. Cuộc đời là giấc mộng đêm, đôi khi cảm giác cũng êm đềm, còn lại lo âu và tính toán. Này núi Nam Duy, cuộc đời là chưa hầm tan, nhân duyên thân mãn cũng phải tàn, từ biển ra đi trên đường vắng, một mình ôm trọn nghiệp xưa nay. Cửa hàng cây thuốc nốt nó đẹp. Còn đây là núi dài. Này núi Sà Lôn, đang lùa bò về. Bò này đi hướng bên tay phải. Sình thuốc cỏ
nếu mà người ta trồng cái gì, ta trồng cái gì tiếp á, là cái mùa này là người ta trồng đậu xanh. Ở đây thì cái vùng này người ta trồng đậu xanh nhiều. Điều hòa dùng ánh sáng. Tương lai có những gì?
giấc mộng say, đôi khi mong ước giữa ban ngày. Ta thả nó ăn trên núi, giờ người ta về, nó là hướng về làng. Tương lai.